Thông tư 27 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục. Theo đó, phải có trách nhiệm lấy ý kiến cha mẹ, người chăm sóc trẻ em trước khi trẻ tham gia, lấy ý kiến của trẻ em trong trường hợp trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên. Trước khi tham gia hoạt động phải thông báo đầy đủ. Chương trình, thời lượng, thời gian, địa điểm, đối tượng, số lượng trẻ tham gia, hình thức tổ chức, nhân lực đến trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ trước khi trẻ tham gia hoạt động. Công khai minh bạch khoản kinh phí đóng góp đến trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em trước khi trẻ em tham gia hoạt động. Trong quá trình tổ chức hoạt động phải thường xuyên quan tâm theo dõi sức khỏe của trẻ em, bảo đảm điều kiện về nhân lực, y tế để kịp thời sơ cứu cấp cứu cho trẻ, bảo đảm phòng chống xâm hại tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng chống cháy nổ và dịch bệnh theo quy định. Thông báo kịp thời cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi tổ chức hoạt động khi xảy ra vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em.